Vòng 3 đã phải nhận bàn thua ở những phút bù giờ sau cú đá phạt mà họ nằm ở top đầu của bảng xếp hạng. Nhưng hai trận đấu gần đây thì họ đều gặp những thất bại có thể nói là rất đáng tiếc. Papelma luôn luôn có mặt trong đội hình xuất phát của VfB Bình Dương, nhưng anh chưa có được một bàn thắng nào. Khoảng cách này là khoảng cách ưa thích nhất đối với các cầu thủ trận xuất phát trực tiếp tốt. Boma không được, bóng vẫn đi quá cao so với khung thành của Phạm Văn Phong. Rõ ràng là cảm giác bóng, cầu thủ VfB Bình Dương bắt đầu kiểm soát bóng tốt hơn. Họ đang dựa rất nhiều vào bộ đôi bên phía cánh trái là Tô Văn Vũ và Oma. Thanh Đảo, vẫn là Thanh Đảo, không được. Việt Cường, Trung Tín. Bình Dương đang vây ép các cầu thủ Sài Gòn. Và kết thúc của đường tấn công vừa rồi là một cú ra chân rất nhanh của hậu vệ biên Trung Tín. Đó là một quyết định có thể nói là và bóng đi khó chịu, bật đất khiến cho Phạm Văn Phong cũng phải mất đá 2 nhịp. Dương Văn Trung không được. Du Sang Hu, pha chuyền bóng rất hay của Trọng Huy. Oma là đường truyền quen thuộc ra cánh trái cho Tô Văn Vũ. Tiến Linh, Oma không được, Oma đã hơi chậm. Vẫn còn, vẫn là Oma. Vượt Cương không được. Cú đá thứ hai của VfB Bình Dương trong trận đấu này và nó vẫn chưa thể chiến thắng được Phạm Văn Phong. Đó là một quyết định sút bóng rất dũng cảm của Nguyễn Trần Việt Cường, pha ra chân nhanh và quyết đoán. Cho dù trước đó đã có một cầu thủ phòng ngự của Sài Gòn băng ra ngăn cản. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đã có những va chạm giữa Oma và Thiago. Một khoảng trống rất nhỏ nhưng Việt Cường đã băng lên và tung ra một pha dứt điểm chớp nhoáng. Động tác sau đó của Việt Cường cũng rất đẹp và sẽ trở lại một cách mạnh mẽ giống như những gì mà chúng ta đã được chứng kiến ở trận này. Oma, Tiến Linh, chuyền khá hay của Oma cho Tiến Linh. Tô Văn Vũ đang tăng tốc. Văn Vũ tuyệt vời, 1-0 cho VfB Bình Dương. Một tình huống tấn công chuyển đổi quá hay của các cầu thủ BKB Bình Dương. Mọi thứ đều hoàn hảo. Từ đường chuyền phát động tấn công của Oma, tình huống tăng tốc và đường chuyền căng ngang chính xác đến từng cm của Tiến Linh. Và cùng với đó là nỗ lực của Tô Văn Vũ trong việc di chuyển tăng tốc, chọn vị trí và dứt điểm. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Nhịp độ tấn công, tốc độ tấn công, kỹ thuật phối hợp và tình huống dứt điểm. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã ghi chép rất kỹ trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này một lần nữa. Tiến Linh phá bẫy Việt Vị, tăng tốc, vừa kiểm soát bóng vừa quan sát rất kỹ phía trong. Đường tạt bóng có thể nói là vô cùng hoàn hảo, chính xác đến vị trí của Tô Văn Vũ cả về lực và cả về hướng. Tiền vệ trái của BKM Bình Dương đã có một pha xâm nhập trung lộ cực hay và đá nối cận thành. Đó cũng không phải là một pha bóng thực sự dễ dàng. Tô Văn Vũ, Oma đang xin bóng. Masaroy, chân trái không được. Hai cú đá của Masaroy nhưng vẫn không thể nào hạ gục được thủ thành Phạm Văn Phong. Rất tiếc cho pha phối hợp vừa rồi của các cầu thủ BKB Bình Dương. Đáng lẽ đường chuyền này của Tô Văn Vũ cần phải tốt hơn và hướng đến vị trí của Oma thì sẽ là thuận lợi nhiều hơn cho pha tấn công này. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Masaray và đặc biệt là pha dứt điểm thứ hai bóng đi lập bập từ lứa 201 của PVF. Trước đó thì nguy hiểm, không vào. May mắn cho Đức Cường và may mắn cho hàng phòng ngự của BK Bình Dương trong pha bóng vừa rồi. Người dứt điểm là Dương Văn Trung trong trận của Takasaki. Đây là một pha bóng mà Đức Cường đã ngập ngừng trong việc băng ra và bảo vệ khung thành. Đó là một điều tối kỵ với các thủ môn.
cùng với đó các cầu thủ phòng ngự của BK Bình Dương, đặc biệt là Trung Cao Văn Triển, Trần Mạnh Cường, Tẩy Văn Toàn. Tẩy Văn Toàn có cái chân trái rất khéo và lối chơi tương đối tự tin. Đỗ Melo và chạm bóng đầu tiên là rất xa của Cao Văn Triển. Trong quãng thời gian gần đây thì Cao Văn Triển, đây là cú đá khá chất lượng của Cao Văn Triển từ khoảng cách gần 30m. Như vậy là tài năng trẻ Nguyễn Trần Việt Cường đã được rút ra nghỉ và người vào thay cho anh cũng là một cầu thủ trẻ, Ngô Hồng Phước. Ngô Phước sinh năm 1998 và chuyển đến BK Bình Dương từ câu lạc bộ An Giang. Trước khi đến với BK Bình Dương thì Phước được đánh giá rất cao và coi như đây là một trong những tài năng lớn nhất mà bóng đá An Giang sản sinh trong những năm trở lại đây. Rõ ràng ngôi sao của An Giang tiền để chứng tỏ được ở BK Bình Dương không phải là một chuyện đơn giản. Tiến Linh rất hay, Hồng Phước đối mặt vẫn là Hồng Phước. Penalty rồi, chắc chắn là một quả penalty và cùng với đó là một thẻ vàng dành cho Phạm Văn Phong. Tưởng chừng như Hồng Phước đã khống chế hơi dài ở nhịp đầu tiên, nhưng với sức trẻ của mình thì Hồng Phước đã kịp dướn lên và chích cái mũi chân. Sau đó thì chắc chắn rồi, anh sẽ chủ động chờ đợi đá băng ra của Văn Phong. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Lôi đến từ Thiago, Tiến Linh đã có hai chạm có thể nói là hoàn hảo. Pha đi bóng rất dài của Hồng Phước, nhưng sức dướn đã giúp cho Hồng Phước chích được trái bóng đi. Và đương nhiên rồi, với một bản năng của một tiền đạo thì sau khi chích trái bóng đi khỏi tầm kiểm soát của thủ môn thì sẽ để nguyên chân đó và chờ sự can thiệp của thủ thành đối phương để thực hiện cú đá penalty này là Papeoma, tiền đạo người Senegal có cơ hội nâng thành tích ghi bàn của mình ở V-League lên thành 78 bàn. Và quan trọng hơn, anh sẽ có bàn thắng đầu tiên dành cho đội bóng mới nếu như chiến thắng được Văn Phong. Oma không được, không vào. Oma vẫn chưa thực sự có duyên với BK Bình Dương, cho dù những đóng góp về mặt chuyên môn của anh là vô cùng lớn. Lắc đầu đầy tiếc nuối của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, nhưng cùng với đó là một lại một pha bóng nữa mà người ta sẽ đặt dấu hỏi về thời điểm mà Oma tiếp xúc bóng và Phạm Văn Phong băng lên. Có vẻ như đó là một pha hợp lệ của Văn Phong. Văn Phong đã có bước chân phải lên phía trước, sau đó mới là thu của chân trái. Và bài người xuất sắc của Phạm Văn Phong nó rất giống với cách mà Thanh Thắng đã ngăn cản cú đá của Matsui ở vòng đấu trước. Dương Văn Trung, Chang Hu, quan sát những trận đấu đã qua, nguy hiểm, đá chất lượng và đầy tự tin của Tẩy Văn Toàn. Một pha bóng có thể nói là rất đáng khen cho cầu thủ năm nay mới 20 tuổi và có trận đấu chính thức đầu tiên ở V-League. Pha tạt bóng có ý đồ rõ ràng của Chang Hu đưa bóng đến vị trí của Tẩy Văn Toàn, và cùng với đó là một pha đá vô lê một chạm kỹ thuật tốt của cầu thủ mang áo số 14 bên phía Sài Gòn. Ở
hơi tiếc cho Tài Huyền Toàn, đó là ở thời điểm, ở vị trí mà anh dứt điểm thì góc sút đã quá hẹp, và thủ môn Trần Đức Cường cũng đã có một pha di chuyển chọn vị trí chính xác.